Vâng, sau đây em chiến lên cho các bác một con siêu phẩm gọi là huyền thoại nhà Omega. Ở phân khúc rất là tầm tiền, con này em đấu về giá tốt nhưng cơ bản nó rất là đẹp nha. Hãy tìm được con thứ hai mà đẹp như thế này khó nha các bác. Con này con Omega Smarter, cơ automatic, mé vàng đồng đó các bác. Đây, con này bọc vàng 14k. Đây các bác, nước vàng nó cứng từ những cái chân cái quai này. Đấy, niềng này các bác. Đây, con này là niềng vàng đúc nhá, niềng đúc nha các bác. Đây các bác thấy bốn tay bốn chân này. Bác nào sưu tầm yêu thích con này thì alo liền cho em, tại vì con này em đấu về giá tốt, em giao cho các bác là 16.500 nha. 16.500. Này bốn tay này các bác. Nước vàng cứng luôn nha. Con về nguyên mộc từ cái không cần sa ba luôn bác. Với đồ đẹp này không cần sa ba luôn. Đẹp quá nha. Đây, đế trắng này. Đây, phần logo là bạc đốt này. Nó mới cứng cửa luôn. Con này đẹp, đồ đẹp rất là cao và rất là cứng. Các bác nhìn cái quai không, là bốn cái tay, là cái độ nét của bốn tay này là biết được cái đồ đẹp của máy rồi. 16.500 nha. Bác nào chốt nhanh tay alo cho em nha. Giá này yêu thương luôn. Bác về chơi bán hay gặp anh em chia sẻ rồi vẫn có lời luôn đấy. Coi cái nào em đấu về giá tốt, em để giá tốt nha. Dòng Smarter để tránh thì giá nó yêu thương hơn. Còn những con mà đấy luôn bọc vàng luôn, giá nó sẽ cao hơn nha coi. Nó 2x. Riêng con này thị trường đang bán 18-19 nha. Chưa chắc gì đẹp bằng con em đâu nha. Con này em giao 16 năm, bác nào chốt nhanh thì alo nha. 16 năm bao ship, chuyện không đủ thì em bớt vài xị. Quá kèm, quá mới, size 34 năm nha, phù hợp với các bác tay từ 13 cho đến 17. Cọc tiền thì cọc 10% trở lên, khoảng 1,5 triệu 2 triệu là em ship hàng nha. Rất đẹp. Quá xuất sắc. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Lấy alo trên qua 2 số 0978 338 14 nha.